Vừa qua tại nhà thi đấu và tập luyện thể dục thể thao thành phố Hưng Yên đã diễn ra giải vô địch bóng bàn các nhóm tuổi Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên. Đây là một trong 15 môn thể thao được tổ chức thi đấu trong chương trình Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên năm 2022. Tham dự giải có 12 đoàn gồm 10 huyện, thành phố, thị xã và hai ngành công an quân đội với trên 100 vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải được tính theo thể thức vòng tròn tính điểm và loại trực tiếp. Sau 3 ngày thi đấu, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, ban tổ chức đã trao 16 bộ huy chương vàng, bạc, đồng ở các nhóm tuổi và các nội dung thi đấu cho những đội tham gia. Kết thúc giải, giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị thành phố Hưng Yên với 9 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Giải nhì thuộc về đơn vị thị xã Mỹ Hào và giải ba thuộc về đơn vị Văn Giang.